Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây Khanh Béo tiếp tục cập nhật một lễ tang của chị Nguyễn Thị Năng. Chị sinh năm 1982. Do không may, chị tham gia giao thông và đã bị gặp tai nạn. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng chị đã không qua khỏi và trút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên, để lại người chồng và các con của chị một sự mất mát đau thương mà không có gì bù đắp được. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, và sau đây là lễ tang của chị Nguyễn Thị Năng, và đây cũng là bữa cơm mà các con chị đang tề tựu trước đền sàng để mời cơm cho vong linh hương hồn mẹ. Và lễ tang diễn ra như thế nào, xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Chúng ta nhang để thờ mẹ một đêm sau cuối ngày. Mẹ ơi, trên trần thế các con bao tuổi bao. Thành công. Mẹ ơi, đây mắt công quả trứng đũa công, con xin được công an mời mẹ. Mẹ ơi, để người mẹ nằm sâu cuối mẹ tỉnh người đi. Wow.